Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta kiểm tra một cái con máy VRV của Toshiba. Đấy, bằng cái con điều khiển RBC-AAMT-31E đó. Thì cái con điều khiển này nó dùng cho rất nhiều các cái dòng VRV của Toshiba. Đó, thì cái cách kiểm tra nó như thế nào, tức là sử dụng chính cái bộ này kiểm tra các cái tham số chạy, tham số nhiệt độ ở trên dàn lạnh này và một số cái tham số trên dàn nóng, và các cái van điện từ ở trên dàn nóng dàn lạnh như thế nào. Đó, thì đầu tiên nhá, các bạn sẽ sử dụng hai ngón tay đó, thì các bạn nhấn đồng thời phím test hình CLE này và phím CL. Đây, các bạn nhấn đồng thời hai phím này, các bạn nhấn và giữ khoảng độ 5 giây đó, thì các cái tham số nó đã hiển thị ở trên đây rồi, thì nó chuyển sang cái tham số này. Thì ở đây các bạn biết là đây là cái dàn nóng số 1 và con mặt lạnh số 3 nhá. Đấy, RC số 1 và cái mặt lạnh số 3, đấy chính là cái con này, chính là con này này, đó là địa chỉ của nó. Đấy các bạn, và một số con âm trần nối ống gió thì nó cũng như vậy các bạn nhá. Con này nó còn treo tường. Thì các cái tham số của nó như này, đầu tiên là các bạn chú ý đến là cái tham số 01 này nhá. Đó, thì nó đang chỉ 27 độ, thì nó chính là con này, con 01 này nó chính là cái con cảm biến nhiệt độ ở đây này, thì nó đo, thì con này chính là con 27 độ nhiệt độ phòng, nhiệt độ phòng trên remote nhá, trên cái con này này đang báo là 27 độ. Đấy, tiếp theo chúng ta chuyển qua cái tham số thứ hai. Thì cái tham số thứ hai này ấy, nó là cái tham số mà ở trên dàn kia, con sensor ở trên cái dàn kia. Đó, sensor ở trên dàn kia và nó ở phía đường hồi của cái quạt. Tức là cái quạt nó sẽ hút qua con sensor này. Thì nó chính là con TA. Đấy, các bạn theo xem các cái tham số trong thì nó sẽ là con TA. Đó. Thì con TA này đang là 26 độ nhá. Và tiếp theo là cái con TCG. Thì chính là cái mã số 03. Đó, đang 14 độ. Con này nó là sau cái van tiết lưu các bạn nhá. Thì cái con này nó ở con là con đầu dàn này. Đầu dàn thì hiện tại nó đang 14 độ. Đó. Và tiếp theo chúng ta qua con TC2 này. Con TC2 này chính là cái con mà nó ở phía sau cái van tiết lưu đấy. Hiện tại cái van tiết lưu nó chắc mở nhỏ nên nhiệt độ con này nó hơi xuống này. Thì nó là cái mã 04 nhá. Giá trị nó là 10 độ C ấy. Và tiếp theo là con số 5. Con số 5 thì nó chính là cái con mà sau cái dàn, con ở cuối cái dàn nhá, cuối cái dàn lạnh ấy. Đấy, thì sau khi mà cái quạt nó giải nhiệt xong rồi ấy, thì cái con này thì nó là cuối dàn, thì con này nó đang có vấn đề, nó đang báo 77 độ. Thực ra con này nó chỉ lớn hơn con đầu dàn một chút thôi, con TCG một chút thôi. Đó. Và cái tham số tiếp theo đó chính là cái số 8 này. Đây, mã số 8 này. Cái mã số 8 này là hiện tại cái van nó đang đóng 100%. Nó đang đóng lại. Đó. Và bây giờ nó lại bắt đầu mở ra 41%. Đấy. Nó đóng lúc nãy là 03, bây giờ là 41% nhá. Cái sensor nó có vấn đề nên là nó đang mở báo mở như vậy. Thì các bạn tra đến cái 08 thì nó là 41 nhân với 10. Đó. Thì và tiếp theo ấy, đó chính là cái mà OA. À các bạn, 0A chứ, quên lại bỏ. 0A này. Thì nó hiển thị là cái gì? Cái bên này này là cái số dàn lạnh đang kết nối tới cái dàn nóng này. Đó, thì tổng số của nó đang có 4 dàn lạnh của cái con này. À, thì đấy cái mã OA 0A quên. À, tiếp theo đó chính là cái 0B các bạn này. 0B là tổng số cái công suất mà tính bằng HP nhé. Tổng số công suất tính bằng HP của toàn bộ cái dàn này, của toàn bộ cái tổ này, tức là toàn bộ cái dàn lạnh. À, nó nhân với 10. Đó, thì đây là cái tham số mà nó đang chạy nhá. Là 37 50 đấy, nó nhảy chắc các bạn nhá. Đấy là 0B nhá, còn 0C
là cái số của cái dần lạnh thì nó cũng thế thôi. Và tiếp theo là cái tổng cái HP của cái dần nóng. Đấy, con này đó chính là cái tham số 0D. Đó thì nó cũng là 50, tức là hai thằng này bằng nhau. Đấy, thằng lạnh chạy bao nhiêu thì thằng nóng nó chạy bấy nhiêu đấy. Và tiếp theo là cái nhiệt độ của cái máy nén này, đó chính là cái tham số 10 này. Đó, thì hiện tại cái nhiệt độ, cái này là tham số nhiệt độ của cái đầu discharge của máy nén. Đó thì thường cái con này nó cũng tương đối cao các bạn nhá. Đấy, đây là con máy nén số 2. Đấy, và đây là con máy nén số 1. Hai con này chênh nhau 1-2 độ gì đó, tức là nó đang chạy thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng. Còn nếu không chạy thì con này nó mát các bạn nhá. Đó, và tiếp theo là cái tham số là 1-2 thì nó là cái áp suất. À, áp suất này nó tính bằng megapascal các bạn nhá. Đó. Thì đây là cái áp suất PD. Đó. Và đó là cái áp suất cao. Đấy, 12 này nhá, 12 này là cái đầu đẩy áp suất cao này. Và cái tham số 13 là áp suất thấp, tức là 0,72. Đấy, là cái áp suất của đầu hút, đầu hồi là nó thấp mà. Đó là 72 nhá. Megapascal nhá. Và tiếp theo đó chính là cái TS, tức là cái suction sensor á, nó là cái TS, nó là cái tham số 14 này này. Thì cái suction này nó chính là cái đầu mà đầu mà hồi ấy, tức là cái phần mà lạnh ấy. Đó thì đó là cái suction nhá. Và tiếp theo này, một cái tham số nữa đó chính là cái các cái nhiệt độ, các cái tham số về nhiệt độ, tức là nó từ 14 đến 17 này, thì nó là các cái TO và TE. Đó thì chúng ta có thể kiểm tra ở đây và chúng ta biết được là cái trạng thái mà van viết ở ngoài cái dàn nóng nó mở có tốt hay không. Đấy. Cái tham số 18 cũng là nhiệt độ bạn nhá. Và 19 này. 19 thì đó chính là cái tham số về dòng của máy nén. Đó thì con này hiện tại nó đang chạy là 20A các bạn nhá. Đấy, và tiếp theo là con 1A này này. Thì nó cũng là cái dòng của máy nén, dòng điện đấy. Nó chạy là của cái máy nén số 2. Đó, là nó chạy với 20A. Đấy, và tiếp theo là cái 1B nhá. 1B này nó chính là cái mức mở van, van PMV á, cái pull van á ở ngoài dần nóng các bạn nhá. Thì nó có hai cái van. Đấy. Thì nó đang mở cái ngưỡng là 85%. Đấy, thì có thể là cái tải nó nhỏ đi thì cái van nó sẽ đóng bớt lại đấy. Thì cái này là nó là cái van bước, motor bước ấy. Và tiếp theo là cái tham số 1D này này. 1D này. Thì 1D này chúng ta nhìn vào đây này. Thì nó chính là cái máy nén nào đang chạy. Đấy, thì với cái dòng mình đang dùng đây thì là nó có hai máy nén. Hai máy nén thì cái này là máy nén số 1 này. Nếu cái này là 01 thì máy nén 1 đang chạy, còn là 10 thì máy nén 2 đang chạy, và 11 thì là cả hai máy nén đang chạy các bạn nhá. Đó. Như mình nhắc lại nhá, là 01 thì là máy nén 1 chạy, và 10 thì là máy nén 2 chạy, và 11 là cả hai máy nén đang chạy. Đó. Thì tiếp theo là cái công suất mà của cái dần nóng, đó chính là cái tham số 1F. Đó, thì con này nó là 5. Đấy, 5 HP. Đó, nó là cái thực ra thì đó là một số cái tham số mà mình biết cũng như là kiểm tra được ở trong cái dần lạnh này. Thì hy vọng là đã cung cấp cho các bạn một số cái tham số để mà khi kiểm tra chúng ta có thể xác định được nó lỗi ở phần nào. Cơ bản là chúng ta phải phân tích các cái dữ liệu mà chúng ta ghi lại được. Đấy, các bạn có thể ghi lại các cái tham số đó và ngồi phân tích xem là nếu như là van mở thì các cái nhiệt độ ở đâu nó sẽ xuống, đúng không? Nếu van đóng thì các cái nhiệt độ ở đâu nó không có, nó không lên. Và phân tích con nào hỏng thì nó dẫn đến là cái hiện tượng như nào. Thì đây cũng là một cách mà chúng ta có thể là áp dụng để mà phân tích những cái lỗi mà thường xảy ra, như là sensor nhiệt độ rồi van điện từ
thì rất hay là cái dòng này nó hay hỏng các cái van điện từ các bạn nhé, vì dùng lâu rồi cái đấy nó có thể hỏng. À và đó, và sau khi mà các bạn đã kiểm tra tất cả các cái tham số rồi đó, thì các cái tham số của nó thì các bạn đã kiểm tra xong thì chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào cái nút có cái hình cờ lè nhá, nhấn nút test này để mà nó trở về cái trạng thái gọi là làm việc của cái con này, trạng thái bình thường. Các cái tham số báo trên này là cái nhiệt độ đang đặt này đó, chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cái nút hai bên này đấy. Và nó trở lại trạng thái hoạt động bình thường rồi thì chúng ta có thể chạy các cái chế độ mốt quạt các thứ bình thường đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.